một hai người nói thì có thể là người ta sai, nhưng mà ai cũng nói là phải xem lại mình, vững vàng đạo lý. Mình đâm từ từ là mình hết đâm rồi, mình sẽ thành nữ hoàng đâm heo thôi chứ không có gì hết. Kìa đúng không? Nhắn tin dụ em chơi BD mà. Khẳng định với mọi người ẩn BD, không có môi. BD gạt luôn nha. Người ta là BD từ trong trứng BD ra đó, chứ không phải BD từ ngã ba ngã bảy BD về đâu nha mọi người. Để ý hôm nay có một nhân vật rất là im lặng. Đó. Tập trung để cắt đồ. Không có giỡn đây, nhớ bạn có đi múa. Đó là người có giỡn múa. Đó này ẩn múa hả? Giỡn múa giỏ luôn. Ê, rồi làm được chưa? Được gì? Tính chạy trốn đó. Không, dễ gì chạy trốn được. Bà ẩn, dễ gì trốn được tiết 1 rồi. Sao tiết một vậy, dở tiết một vậy ẩn? Em có tiết một vậy, dở bật mí xíu xíu đi. Em có mạng đó mọi người. Em là bữa đét hả? Thôi, dễ sợ chưa? Các bác em múa mà không phải múa bình thường, múa giỏi nha mọi người. Bình thường á, em anh Trung là con trai, em bắt anh Trung múa kiểu sách đi đe, múa liệt cần. Nhưng mà chị ẩn là đàn bà nên em sẽ múa giỏi. Anh Trung múa liệu. Biết mình đó hả, thân mang thương thật, các bác mình phải múa giỏi. Rất là tốt chị em đó. Đúng rồi đó, thương ghê luôn á. Giờ sợ luôn chứ. Tối nay mà té cái đầu yên cái. Em thuộc bài chưa? Em không thuộc bài mới là chuyện bình thường. Trời ơi. Perfect. Mọi chuyện đầu đuôi là do Lumi đó phải không? Cái gì không phải chị yêu em nên chị mới đi tập nhảy hả? Trời ơi. 8-9 giờ chị qua chị nói nữa. Chị Giang xin lại lượt em cho chị ao ra mà em đâu có cho. Lẽ ra là vậy đó phải không? Đó, thấy chưa? Rớt cái gì rồi em ơi? Rớt cái miếng. Một cái sự dặn xương xương. Mọi người có thấy một người vừa mới đi vô không? Đó là Alex. Alex đã vô rồi. Chị đẹp của chúng ta đang vừa qua make up cho An. Rồi bên này thì rớt cái bông phấn rồi kìa. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Quá là đảm đang đi. Ẩn à, chưa đến giờ diễn mà sao em hồi hộp với chị Ẩn? Rớt cái cục bông phấn rồi kìa. Đây là cái cục má hồng. Bên kia kìa. Bên dưới đất bên kia kìa. Đây là hoàn cảnh hậu trường mọi người đang make up cho em Lô Tô hồi quán 8 tối nay đó mọi người. Cho nên là ai muốn biết ẩn sẽ muốn như thế nào thì nhớ đón xem nha. Ẩn sẽ trổ tài. Không múa được, trong mình múa giỏ. Múa bình thường lại múa giỏ mới là đặc biệt. Múa bình thường mà còn quên lên quên xuống. Thôi tao đạp từng con rớt xuống sân khấu hết. Sợ. Không, nhiều khi mình lợi dụng cái cảnh trên sân khấu cái mình đánh đầu cái người đầu tiêu ra liền em. Đó, biên đạo múa đã lôi ra liền trị tội luôn. Làm bộ giống như là sân khấu. Khán giả đâu có biết đâu, tưởng là cái bài đó là vậy. Cái đến hồi cái nó lôi ra chị Ngọc là người hướng dẫn. Một cái sự xuyên xuyên. Dạ, cảm ơn.
hôm nay chị nghe nói là sẽ có cái một cái màn là chủ đề là mọi người sẽ kêu lô tô liên quan đến hậu quản cải lương nè. Em có chuẩn bị tiết mục này chưa? Rồi, em là một bụng. Dễ sợ quá. Tại vì em hát là nó đâm heo nên em không hát thôi, chứ em một bụng. Ôi. Một. Thôi giờ mình đem ra mình xài một ít đi em. Nguyễn Trung là bích cửa với em. Trời ơi. Mà tại trước giờ em không có để lộ diện ra đâu, phải không? Đúng. Đây là cơ hội em, cái việc cơ hội để mình thể hiện tài năng của mình đi nè. Để dành đâu là mình quăng răng miếng, lâu quăng răng miếng, thì nó có bung ra làm chi. Bung ra hết thì đâu còn gì nữa đâu coi. Mỗi lần ngẩn xuất hiện là sẽ có một sự mới lạ mới đó mọi người thấy không? Hồ quản đâu phải có mình Nguyễn Trung biết hát đâu mọi người. Ẩn cũng biết hát hồ quản. Chưa, mà Nguyễn Trung không biết hát giọng cổ nha, mà Ẩn hát được giọng cổ nha. Để coi tối nay Ẩn hát giọng cổ nha mọi người. Chúng ơi, nếu mà Ẩn có quên hát cái bài giọng cổ, em nhớ nhắc nha, phải bắt nó hát cho bằng được. Đúng. Phải chống Mỹ lên đi, chúng ta thấy Mỹ dạo này sụp lắm rồi đó. Đó, hiểu chưa? Quá chừng rồi. À, tôi không có hát rồi. Hát giọng cổ. Thì bữa nó hát đó, tập heo đó. Hôm nay vẫn tiếp tục chỗ tài hát mà bị đâm heo mọi người. Nhưng mà không sao, mình đâm từ từ là mình hết đâm à. Heo hết rồi đâu, cái gì đâm nữa. Đâm từ từ thì mình sẽ thành nữ quầy đâm heo thôi, không có gì. Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ, đúng không mọi người? Có lần đầu tiên, từ từ rồi mình sẽ thể khắc phục được, đúng không? Đúng. Đâm nhiều lần hết heo lấy đâu đâm nữa, khỏi đâm heo luôn. Lần đầu tiên mình hát đương nhiên không thể nào tránh khỏi sự đâm heo. Đâu có giống như bà Lộ đâu, giống như bà Lộ có một câu ai bán sầu riêng, có một câu đấy hát hoài cho nên bà đâu có đâm heo được đó. Còn mình lâu lâu mình mới hát đâm heo là chuyện bình thường. Nói giờ Lộ vậy thì giờ Ẩn có thấy là trước giờ là Lộ có thêm được bài mới không, hay là vẫn trung thành với những con số cũ? Bao nhiêu đó hát hoài. Bao nhiêu bài nè? Ẩn chắc không chắc được 10 bài. Làm gì nhiều vậy? Chị nghĩ ông tới thì luôn á hả? Ông tới, nhớ như trước có 5 chú bài à. Đêm nào bà cũng ai bán sầu riêng hả? Ẩn à, em phải trung thực thì em không được gian lận. Cái nữa, đây là bà có mấy câu à, ai bán sầu riêng là cái gì vậy? Vì bà ơi tôi sẽ ra đi. Phải không, cái đó là gì? À, đó có hai câu giọng cổ đó hát hoài. Rồi vậy có hai câu em kêu mười. Hả? Không, cái đó là giọng cổ thôi, còn ý là mấy bài hát là có nhiều đó rồi đó. Đúng canh rồi. Chua thì sao? À, canh danh gì canh chua thì canh chua thì thế cũng chua. Đó, trời. Mấy câu. Vậy rồi tối nay mọi người thử thôi. Bả hay ra, có nghĩa là trong đàn á, trong đàn là mọi người hát hay bị đâm heo là bả hay ra bả chê người ta, bả nói người ta này nọ. Chỉ hả? Người ta hát nhiều bài thì đương nhiên nó sẽ có cái sự đâm heo xảy ra, còn bả hát có mấy câu hát tới hát luôn hoài sao bả đâm heo được. Rồi, để hỏi chung. Xấu chủ đòn. Nói xấu chủ đòn phải không? Nghe nói đúng không? Không biết, không biết nói đúng hay không mà nghe nói có hát mấy câu rồi biết bà Lộ kìa. Tại sao nói xấu chủ đòn? Con này mày tới số mày rồi. Phải không? Phải bà Lộ không? Đúng. Ví dụ tao nói xấu mà tao nói sai đi, cái này tao nói đúng mà. Nói đúng. Ai cũng không giận hết. Đòn em đó 30 bà ba đi, dài bà bóng xinh xinh, dài bà bóng đâm heo, và thêm cô bóng có 4 câu hát hoài. Chết mẹ rồi, đi này mất chừng luôn. Một người nói thì không tin không, mà nhiều người nói là phải tin thôi. Đúng. Một người nào hai người nói thì có thể là người ta sai, nhưng mà ai cũng nói là phải xem lại mình. Nữ hoàng đạo lý. Thêm chữ mới nhú nữa nha. Thêm chữ mới nhú nha. Tập sự thôi. Tập sự thôi. Đó là nhờ giờ những phút giả lao trước giờ hát đó mọi người. Mà thiệt ra đó là Ẩn là nói thiệt nha. Có này cũng có la văn nha mọi người.
không đợi tóc giả được không? Rồi ẩn con này tự tin không đổi tóc giả nha mọi người nha. Thế vậy mình để cái đầu cái cục tóc vậy luôn hả ẩn? À đúng rồi, để đầu luôn. Dạ. Có ủng hộ gì ẩn không đổi tóc giả không ạ? Ủng hộ gì ẩn? Có ai ủng hộ á? Tại vì ẩn đẹp thì ẩn không có hỏi á. Ủa này ẩn ẩn có vụ hói nữa hả? Chẳng hạn như chị Sang là có hói. Dấu hiệu của chị Sang là ông rồi. Chị Sang dễ thương. Tại sao nó lại chọn chúng ẩn? Mỗi lần chị cứ ăn gì sao chứ sao. Năm nay ẩn cũng biết 30 rồi. Không thể nào mà tránh khỏi sự tàn phá của thời gian. 30 cái nồi bánh tét rồi hả ẩn? Đúng rồi đó. Cung quá nha. Được chứ vậy. Năm nay là tôi 30 nồi bánh chưng rồi đấy. Rồi sao? Cho nên có dấu hiệu hói. Em Sửu Nhi vãi luôn. Kìa, không nói em Sửu Nhi kìa đúng không? Nhắn tin dụ em chơi BD mà. Em không có BD đâu. Mà em có trả lời không? Em có trả lời, em nói là thôi à, nó là mẹ em kêu em lấy vợ đẻ con đi. Chứ không cho em chơi BD đâu. Em nói gì ẩn gì mà ngày nào nói chung là một tuần về thằng nhắn tin cho em hết là 5-6 ngày. Ôi, ghê không? Quá. Bà nói không có đi. Bà nói không có đi. Thấy không? Mọi người thấy không? Tối ngày nè mọi người giả lộ đòi tóc giả đòi làm chồng ta. Trời đất ơi. Có không trời em? Trời đất ơi là trời. Có cái sự này không? Trời ơi. Bắt cùng nó đi đó mọi người ơi. Sao trời phải chăng ẩn ẩn đã có vợ? Chết rồi. Trời. Nó khùng nó đi. Xong. Ôi cái đến kia là nó cũng còn nói kìa. Nó nói cái vụ dỗ chơi BD kìa. Hả? Mày ra con chưa nói gì đó. Nó vu khống em đó mọi người. Em không hề vụ. Em không vụ chơi BD hả? Đúng rồi. Em không có vụ nó chơi BD. Em được vụ nó chơi ô môi. Không chơi. Rồi rốt cuộc nó chơi cái nào? Rồi, cuối cùng là nó chơi nó có chơi cái nào không? Cuối cùng nó không chơi cái nào luôn. Thì đó nó không chơi cái nào đâu, nó nói nó đi cưới vợ đó buồn khóc luôn. Còn em có quyết định gì không? Hả? Em có quyết định sao không? À, thì ra. Em tiếp tục cái sự nghiệp chơi ô môi của mình thôi. ban ngày thì em mặc đồ đá banh đi, em giả trai em đi đá banh, còn ngoài đêm thì hả em giả lộn đi hát hả? Rồi em thích cái nào hơn hả? Em thích cái nào hơn? À, thực sự thì em thích có vợ hơn mọi người. Mọi người ơi nha, đây khi là mà cái sự thích em mệt mỏi với lại sự đời quá thì em sẽ quay về em cưới vợ hả? Thì hả nhưng mà vợ em là đàn ông nha. Trời, chị chưa nói gì luôn, chị chưa hỏi luôn. À, nãy giờ nó khùng nó điên vậy thôi nha mọi người, chứ ẩn ẩn không có ô môi đâu nha mọi người. Ẩn xin khẳng định với mọi người, ẩn BD không có ô môi. BD gạt luôn nha, BD người ta luôn. Là BD từ trong trứng BD ra đó, chứ không phải BD từ ngã ba ngã bảy BD về đâu nha mọi người. Hết sức rồi đó. Rồi xong rồi, vô thay đồ. Ai dạ để ẩn vô thay đồ. Lát nữa mọi người khoan, sẽ được khoan. À, coi cái bước xịt khoáng. Rồi bước xịt khoáng. Coi cái bước xịt khoáng. Đây là cái bước quyết định cái dạ. Em có biết nữa, chị coi trong này ạ. Em nhớ là có nhưng mà không có. Đây là cái bước quan trọng quyết định là cái nền của mình nó có phải đánh lại hay không nha mọi người. Nhớ một lần thôi nha. Rồi đó. Đừng thêm nữa. Ờ được rồi đúng không? Hello cái vợ yêu của chồng. Rồi con Luna nó mượn đôi dép của mình là nó đi đâu rồi? Nhà má. Thử rồi. Ôi. Hả? Sao gửi rồi sao không mời? Đồ, mọi người thay đồ chuẩn bị cho diễn rồi. Tới đây chương trình thay đồ, mọi người có muốn em vào hậu trường có thay đồ không ạ? Mọi người có muốn coi video thay đồ không ạ? Vô tắt đèn đi là chị vô.
quá quậy rồi. Thôi tạm biệt mọi người nha. Và mọi người thì thành viên đã vô thay đồ. Lát nữa em bận cái này hả? Hôm nay là hậu quản và kết hợp với lại Halloween nha mọi người. Trời ơi.